Em thấy vô cái đó là hay lắm luôn á. Anh sao bạn không có mồ hôi mà em mồ hôi ra quá trời. Tại bạn không còn mồ hôi để ra nữa rồi. Người khô quá anh ạ. Mới có thử thách đầu tiên thôi, em thấy sao? Ờ, quá cực khổ anh ạ. Hãy qua phụ cho Tấn Cường nha. Cố lên đi, em đạp cho. Mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên. Mạnh, 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 mạnh. Nổ chưa? Nổ chưa? Nổ, nổ anh ơi. Cố lên. Chạy qua phụ cho Tấn Cường nha. Đem bóng lên, đủ rồi, mỗi người 5 cái rồi. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Thời gian dành cho Tấn Trường và Hà Thu bắt đầu. Đi qua thì đây. Đi qua thì sắc nha. Sút. Trời ơi, không vô rồi. Đó, đi qua, tiếp tục đi. Nhà các bạn trẻ nhặt bóng vô. Nhanh lên, đi qua luôn. Được không, nhặt bóng vô đi. Đúng rồi, đem về đây nè, đem về đây nè. Nhanh lên, đi nhanh qua, đúng rồi đó. Bằng tay đi, bằng tay em ơi, đúng rồi. Đi bằng tay hả? Nhanh lên, chút xíu nữa. Chúng ta gần có đủ bóng rồi, cứ thế mà sút thôi. Rồi, tập trung sút đi. Nào Hà Thu và Tấn Cường, tập trung bóng để sút. Làm sao vào cầu môn thôi. Yo! Một quả hay quá Hà Thu. Có tinh thần rồi. Hai quả. Hai quả, ba quả, bốn. Hay quá Hà Thu. Được rồi. Vô. Một phút rưỡi rồi. Còn một phút rưỡi nữa. Vô. Vô. Bảy trái. Không được rồi. Cố lên nào. Vô. Hai trái cuối cùng. Nhanh lên, nhanh lên. Vô. Nhanh lên. Còn hai trái nữa, còn một phút cuối cùng. Một phút thôi. Liệu một phút này hai người có làm nên thành công hay không? Cố gắng lên. Vô, vô. Chúc mừng, chúc mừng. 11 cái, 11 cái luôn. Hôm nay em có đó, có ít đó. Em thấy ba bạn nhỏ còn có ít hơn em thấy chạy tóc mồ hôi hết luôn kìa. Nhưng mà em thấy vô cái đó là hay lắm luôn á. Anh sao bạn không có mồ hôi mà em mồ hôi ra quá trời. Tại bạn không còn mồ hôi để ra nữa rồi. Người khô quá anh ạ. Mới có thử thách đầu tiên thôi, em thấy sao? Ờ, quá cực khổ anh ạ. Con còn nói nổi không? Dạ em nói nổi chứ. Chỉ có hơi ngại chút nãy em quên thì ít mà em ăn gian thì nhiều, em hơi thục thục cái anh nhắc ấy, em hơi vậy ngại. Mà em nắm thôi, vẫn không vào đó em. Thời gian dành cho hai bạn bắt đầu. Nhà anh Trường ơi. Để nhà thôi. Anh Trường ơi. Đó, do bạn đó. Bạn bơm nhiều quá nó nổ rồi, ráng chịu nha. 2 phút thôi. Cố gắng lên nào. Dài lên thì ta mới tạo hình được nha. 10 cái bong bóng. Nhanh lên, chúng ta vỗ tay ủng hộ cho Tấn Trường và Hà Thu quý vị để họ giành được quyền ưu tiên cho cả ba gia đình ngày hôm nay. Minh Hà Thu là tạo cái tròn hả? Tròn là dễ rồi, quan trọng là cái vuông vuông đi kìa. Làm sao mà em tạo hình được cái vuông vuông đó nó được? 30 giây mà mới có 2 cái hả? Ừ. 10 cái. Nhanh lên nữa, nhanh lên, càng nhanh càng tốt. Làm cái hình con gì vậy Trường? Là hình vuông anh ơi. Nhanh lên, nhanh lên. Cái thứ ba rồi. Tới Trường có một cái là 3 cái. Mới có 3 cái thôi, còn 7 cái nữa. Nhanh, nhanh. Nhanh lên Trường ơi. Khó quá, khó quá. Khó quá hả? Anh ơi, còn dặn nữa anh ơi. Thì chạy qua phụ cho Tấn Cường nha. Cố lên. Anh đi, em đạp cho. Mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên. Mạnh, 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 mạnh. Nổ chưa? Nổ chưa? Nổ, nổ anh ơi. Cố lên. Chạy qua phụ cho Tấn Cường nha. Đem bóng lên, đủ rồi, mỗi người 5 cái rồi. Chúng ta còn 10 giây nữa. 8, 7, 6, 5, 4, em chưa đủ hả? Ủa đủ rồi. 2, 1, đủ rồi. Em cố lắm anh, là nó không bơi. Rồi chúng ta sẽ xem quyền ưu tiên là gì. Giảm 4 cây kẹo đường. Giảm 4 cây kẹo đường. Chúc mừng, như vậy là chúng ta đã kết thúc
thử thách dành cho Tấn Trường và Hà Thu. Bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách rất quan trọng luôn quý vị. Thử thách cuối cùng dành cho cả ba gia đình. Để ba gia đình giành quyền ưu tiên vào vòng đặc biệt đó là rút logo của chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Mời ba gia đình bước ra sân khấu. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Chương trình được phát sóng vào lúc 20:30 thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh.